chúng ta hãy đến với vòng cuối cùng mang tên Umbala. Câu đầu tiên, đây là từ khóa gồm có 7 ký tự. Tên một thể loại nhạc dân gian hay còn được gọi là ca trù. Hết. Trời. Thể loại nhạc dân gian hay được gọi là ca trù. Hát chèo. Quan họ. Không, chưa, đúng được cái chữ hát rồi. Cái chữ hát có thể là hát. Ba chữ đầu là hát đó. Hát cái gì? Nếu như chưa có đáp án thì mình bỏ qua. Bỏ qua. Câu số 2. Từ khóa này gồm có 13 ký tự. Một nghi thức thiêng liêng đánh dấu một bước ngoặt mới của các cặp đôi yêu nhau. Hết. Yêu nhau xong tới cái gì? Đám cưới. Tổ chức đám cưới. Dân. Đáp án là tổ chức đám cưới. Ủa, chính xác. Ủa, mình đọc đáp án thì thời gian tự dừng đi chứ. Không, phải dừng mới được chứ. Mà nó phải khỏi có khẩu lệnh dừng. Coi, có kinh nghiệm rồi. Ok. Câu hỏi số 3. Từ khóa này gồm có 13 ký tự. Loại vũ khí thường được đội cảm tử quân dùng để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của địch. Hết. Súng chống tăng. Bazooka. Chưa chính xác luôn. Không biết. Có chữ C. Wow. What? Anh biết không? Đó, biết không? 13 ký tự nha. 5 giây nữa bỏ qua nha. Bơm. Bơm chống tăng. Dừng. Không. Dừng. Bơm. Bơm ba càng. Chính xác, bơm ba càng. Wow, dữ gì sao? Bơm ba càng, cái sức công phá nó dữ dội lắm đó. Ê, vậy sao? Hãy đến với câu thứ tư. Từ khóa gồm có 12 ký tự. Nam nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận được lời mời trình diễn tại Super Bowl năm 2024. Hết. Tuấn Hưng. Ca sĩ Tuấn Hưng. Dừng. Rồi, đáp án. Ca sĩ Tuấn Hưng, đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta có 3 dữ kiện rồi nha. Chúng ta bỏ lỡ hết một câu rồi. Dạ. 3 dữ kiện của chúng ta là bơm ba càng, đám cưới, ca sĩ Tuấn Hưng. Câu hỏi thứ 5 là câu hỏi đặc biệt cuối cùng nha. Thời gian cứ trôi qua không dừng nữa. Okay. Liệt kê đến khi nào đúng thì thôi. Từ khóa này gồm có 26 ký tự. Quá trời rồi. Tác phẩm điện ảnh nào đã đạt giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23? Hết. Ca sĩ Tuấn Hưng. Bơm ba càng. Tôi thấy Hoa vàng tác trên phẩm cỏ xanh. Điện ảnh. Phải không? Tôi thấy Hoa vàng tôi trên cỏ xanh. Tôi thấy Hoa vàng trên cỏ xanh. Liên hệ với Bơm ba càng coi. Trời ơi, thời gian có được dừng lại không? Không, anh đang đọc liên tiếp cái bộ phim nào? Bơm ba càng. Cái gì mà có chiến tranh ha? Chiến tranh. Còn 6 giây nữa thôi. Kệ kìa. Bộ phim điện ảnh. Bộ phim điện ảnh gì? Đầu năm nay. Khó vậy? Dài quá. Nó dài, đúng rồi. Câu cuối cùng lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng dài vậy hết. Ví dụ 3 chữ dễ. Bộ phim điện ảnh gì ta? Cho anh chị đoán thử. Đó, giờ mình có thư thả thời gian này, mình đoán thử đi. Bộ cái gì liên quan đến bơm ba càng? Bộ phim gì em gì nè. Bộ phim này đầu năm nay cũng làm sóng làm gió tại thị trường Việt Nam. Dạ. Wow. Ban đầu là chỉ yêu kiểu rằng là cái phạm vi nó nhỏ thôi, nhưng mà càng về sau có ba những càng. Khán giả trẻ bắt đầu biết tới và bắt đầu lan truyền nhau kêu gọi đào mọi người. Phở và bia. Chính xác là như vậy. Đáp án của chúng ta là bộ phim điện ảnh Đào Phở và Piano. Rồi, xin mời hai anh chị đến đây. Thời gian này nó gấp dữ lắm. Đúng rồi, bị dướng cái bộ phim điện ảnh. Bị đánh lừa. Bị dướng. Bị chương trình đánh lừa. Bộ phim này có những cái hình ảnh nó được lan tỏa. Yeah. Mình sẽ bắt đầu quay trở lại với những dữ kiện mà mình mới được khám phá lúc nãy nha. Câu đầu tiên hai anh chị không trả lời được đó chính là hát ả đào. Hát ả đào là một cái hình ảnh cũng có xuất hiện trong bộ phim tổ chức đám cưới. Những phân đoạn cũng có xuất hiện trong bộ phim này của hai nhân vật chính của chúng ta. Bơm ba càng là cái hình ảnh mà mình cũng đã thấy ở trên mạng rồi. Cái hình ảnh rất đẹp.
Và ca sĩ Tuấn Hưng đã được mời đóng phim trong phải bộ nghĩ, phim này. Biết gì nhớ tới cái một dữ kiện thôi là đủ anh. Anh ca sĩ Tuấn Hưng là mời đóng phim nhưng phải đi hát đám cưới nhanh. Anh được mời một vai trong bộ phim này. Với ba đáp án đúng, chúng ta đã mang về 15 triệu đồng. Xin chúc mừng anh chị.